các bạn xem nhé. Bây giờ mình sẽ viết cho các bạn xem cái nét sổ gập H được viết trong một số những cái chữ Hán nhé. Đầu tiên là viết cho mình một nét phẩy ngắn này, căng dài này, sổ thẳng lên trên, sổ thẳng xuống bên dưới như này, H nhẹ lên trên, và đây là một nét mắc nghiêng. Đó. Thì các bạn nhớ là cái nét sổ gập H lúc này được viết khá là dài như thế này. Thì các bạn sẽ phải viết cho mình là tăng mạnh cái phải, tức là nó phải có cái điểm khởi bút ở đoạn đầu này nhé. Tiếp theo bản phồn thể các bạn nhìn này. Bản phồn thể được viết như này nhé. Chúng ta sẽ viết cao lên trên mà nó có bao gồm các nét ngang. Đó như thế này. Phẩy rất là ngắn thôi, và đây là kéo một nét mác. Thấp nhẹ xuống bên dưới này các bạn nhé. Đây là bản phồn thể. Đấy, bản phồn thể thì cái đoạn đầu của cái nét mác này các bạn sẽ nối làm sao mà nó dính với lại cái nét ngang này nhé. Tiếp theo là một số những cái chữ Hán mà dễ hơn. Ví dụ như các bạn có thể viết cho mình cái chữ này. Chữ dĩ này nhá. Chấm này. Phẩy dài, và đây là một nét chống ngắn như thế này. Đó, những chữ Hán này khá là cơ bản. Thì các bạn thấy là cái phần gập này nó sẽ bằng với những cái phần phía bên tay phải này nhá. Đây là cái chữ này khá là dễ, các bạn sẽ viết cho mình nhá. Đấy, chúng ta sẽ ôn lại một chút cái phần số gập này. Thì các bạn sẽ có phần số gập H này, các bạn sẽ viết cho mình nó góc độ của nó khoảng 45 độ. Và khi hát thì các bạn sẽ hát nó hơi cong cong nhẹ một tí sang phía bên tay phải các bạn nhé. Đấy, hơi hát nhẹ một tí sang tay phải. Tiếp theo thì đừng bạn nào viết cái phần này nó bị nghiêng nhé. Ví dụ nhà sổ này, này nghiêng sang tay trái như này, nghiêng ngay từ đầu nó như này không đúng nhé. Các bạn phải viết cho mình sổ là phải sổ thẳng từ trên xuống dưới dựa theo đường kẻ dọc này, gập này, và hơi hất một tí sang phía bên tay phải, hất nhưng hơi cong cong một chút như này sang tay phải này, và đi lên trên này. Đấy nhá các bạn nhìn nhá. Tiếp theo mình viết lại một cái chữ gì này cho các bạn xem nhá. Đầu tiên là mình viết cái nét sổ này sẽ được viết ngắn này, sổ xuống phía dưới này nhá, hồi phong nhá. Đấy, đặt bút vào với lực nhẹ thôi, nếu như đặt bút vào với lực mạnh là nó sẽ ra được cái phần cục mực như thế này. Thì chúng ta sẽ đặt bút vào với một nét chấm nhẹ hơn một tí. Đây, viết sang vế tay trái này. Gập này và hất nhẹ lên trên. Thì hất ngắn thế này thì bây giờ mình sẽ chữa nó là hất dài lên trên một tí. Đây nhẹ. Đó. Đưa hất nhẹ lên trên một tí. Hoặc cách tốt nhất là các bạn sẽ viết lại như thế này. Giữ bút này. Hất nhẹ một chút lên trên này. Chấm này. Phải, đây là phẩy dài các bạn nhé. Và đây là một nét chấm ngắn như thế này. Đấy. Thế thì các bạn viết là cái nét phẩy dài này thì nó sẽ hơi biến thể một tí, là nó sẽ là được viết hơi cong cong nhẹ vào bên trong một tí nhá, đi nhẹ vào bên trong sang tay trái một tí cho mình nhá. Viết lại lần nữa nào. Chấm mà giữa cái đường kẻ ô này đi, chấm mà giữa cái đường kẻ dọc này đi. Phẩy chấm ngắn. Đó, thế là được cho mình nhá. Thì các bạn biết làm sao nó bằng bằng với nhau như này. Đấy, bằng bằng nó xem xem với nhau như này được nhá. Và nét chấm này thì các bạn nhớ các bạn phải viết nó nối với lại cái nét phẩy dài này nhá, cho nên là đường thì nó hở ra, chúng ta để đặt bút vào chúng ta chữa làm sao mà sao nó dính vào, nó liên kết vào với nhau là được nhá. Đây là những thì hai cái chữ này về nhà các bạn sẽ phải viết cho mình. Còn cái chữ trường này thì cả giản thể cả phồn thể thì bạn nào học phồn thể bạn viết cho mình, nhớ là cái nét phẩy ngắn này thì viết ngắn, và tiếp theo là cái đường kẻ dọc xuống dưới này thì cái nét sổ H này nó sẽ hơi lệch một tí. Hơi lệch một chút nhá. Còn bạn viết kể cả phồn thể hay giản thể thì cái nét ngang này nó đều ở giữa đường, ở giữa cái đường kẻ ngang ô ly đấy. Giữa đường kẻ ngang ô ly là để nó phân chia bên trên bên dưới, để cho các bạn kéo xuống dưới các bạn sẽ biết được là có một phần trên một phần dưới các bạn nhá. Đấy các bạn nhớ nhá, ví dụ nhá, cái nét ngang dài ở giữa này, ở giữa cái đường kẻ ngang này nhá, thì mình có một nét sổ từ trên sổ xuống dưới, và các bạn nhớ là chia ra cho nó tỉ lệ nó đều nhau như thế này. Đấy, chia đều ra các bạn nhé.